Kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 9 tới đây, phong trào Hương ca Việt Nam sẽ phối hợp cùng với cộng đồng Việt Nam tại Washington DC, Maryland và Virginia và với tổ chức tập hợp vì nền dân chủ thực hiện chương trình Vote for Freedom, bỏ phiếu cho tự do. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu việc này qua cuộc phỏng vấn ban tổ chức Vote for Freedom, bỏ phiếu cho tự do, gồm các vị hiện đang có mặt tại phòng thâu của bản tin Hoa Thịnh Đốn là các ông Đào Trường Phúc, phong trào phó phong trào Hương ca Việt Nam, ông Đỗ Hồng Anh, chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Washington DC, Maryland và Virginia, và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện tổ chức tập hợp vì nền dân chủ. Xin chào các ông ạ. Dạ. Kính chào quý khán thính giả. Xin cảm ơn quý anh chị chủ trương chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Dạ thưa, chương trình Vote for Freedom, bỏ phiếu cho tự do được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 là chỉ có 5 tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, thì để xin ông Đào Trường Phúc của phong trào Hương ca Việt Nam cho biết về việc phối hợp tổ chức mà lại ở cái thời điểm đặc biệt như thế. Dạ thưa chị Thi Nga, thưa quý khán thính giả, chị Thi Nga đặt câu hỏi rất là đúng. Đây là một thời điểm đặc biệt. 29 tháng 9, tức là chỉ còn 5 tuần lễ nữa là đến ngày bầu cử toàn quốc Hoa Kỳ. Chúng tôi xin vắn tắt, nhắc lại diễn trình để đi tới chương trình Vote for Freedom, bỏ phiếu cho tự do. Thưa quý khán thính giả, ngày 5 tháng 5 vừa rồi là Ban chấp hành phong trào Hương ca Việt Nam đã có buổi họp thảo luận để loan báo tin tức là phong trào Hương ca Việt Nam đã có được sự phối hợp với cộng đồng Việt Nam tại Washington DC, Virginia và Maryland cùng với tổ chức tập hợp vì nền dân chủ cùng thực hiện chương trình Vote for Freedom. Và chương trình Vote for Freedom như tên gọi của nó, bỏ phiếu cho tự do, là một chương trình vận động với mục đích là tạo cơ hội để cho tập thể người Mỹ gốc Việt sẽ cùng với các cộng đồng bạn mà có chung khát vọng dân chủ. Chúng ta biết rằng là có cộng đồng Tây Tạng, cộng đồng Trung Hoa, Miến Điện, Lào, Campuchia, v.v. Tất cả cùng cất lên tiếng nói để kêu gọi chính giới Hoa Kỳ ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì lý tưởng tự do và góp phần đẩy mạnh để làn sóng dân chủ hiện đang lan tràn trên toàn cầu sớm về tới những đất nước còn đang bị các chế độ độc tài thống trị. Và cái thời điểm mà chị Thi Nga vừa nhắc tới, tức là 5 tuần lễ trước cuộc bầu cử đó, là một thời điểm rất tốt để cuộc vận động này có thể tận dụng những biến chuyển quan trọng đang diễn ra trên thế giới và tận dụng vai trò lãnh đạo của nước Mỹ để tiếp sức cho phong trào đấu tranh dân chủ ở toàn cầu và nói riêng là các quốc gia đang bị các chế độ độc tài thống trị sớm đi tới thành công. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi được biết tin là trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, khi chúng tôi bắt đầu phát động chương trình Vote for Freedom và kêu gọi sự hưởng ứng của đồng bào mọi giới đến với chương trình này vào ngày 29 tháng 9 tới đây. Sau khi chúng tôi bắt đầu phát động thì chúng tôi đã nhận được những đáp ứng rất là khích lệ từ khắp mọi nơi. Cụ thể nhất là chúng tôi được biết là một chương trình Vote for Freedom đã được thực hiện tại thành phố Orlando của tiểu bang Florida. Và tiếp đó sẽ có những chương trình Vote for Freedom được thực hiện tại thành phố Dayton của tiểu bang Ohio, thành phố Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania và đến sát ngày cuộc vận động chính thức Vote for Freedom được tổ chức tại thành phố Falls Church của tiểu bang Virginia thì cũng sẽ có một cuộc vận động Vote for Freedom và chương trình văn nghệ được tổ chức tại thành phố Virginia Beach của tiểu bang Virginia. Những đáp ứng đó là sự khích lệ vô cùng lớn lao cho phong trào Hương ca Việt Nam nói riêng và các tổ chức cùng phối hợp thực hiện chương trình vận động Vote for Freedom này. Bởi vì điều đó nói lên rằng các cộng đồng Việt Nam ở khắp nước Mỹ đều chia sẻ cùng một tâm nguyện với phong trào Hương ca Việt Nam, với cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, với tập hợp vì nền dân chủ, tức là đẩy mạnh cuộc vận động
bỏ phiếu cho tự do để đi tới mục đích mà chúng ta hiểu rằng tất cả mọi người đều nhắm tới, tức là đòi cho được tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam chúng ta. Cái tên gọi Vote for Freedom, như quý vị thấy, nó không có giới hạn vào việc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Bởi vì phong trào Hưng Ca Việt Nam luôn luôn quan niệm rằng điều thiết yếu nhất mà chúng ta phải làm là chúng ta tranh đấu để tự do dân chủ trở về trên đất nước Việt Nam, để chế độ độc tài, và chúng ta biết rằng đây là chế độ độc tài cộng sản, không còn nữa trên đất nước Việt Nam, thì khi đó tự khắc nhân quyền sẽ trở về với người dân Việt Nam. Chúng tôi xin nói thêm một chút về nội dung của chương trình bỏ phiếu cho tự do ngày 29 tháng 9 tới đây. Thoạt đầu thì các tổ chức cùng phối hợp với phong trào Hưng Ca Việt Nam dự định là chương trình này sẽ là một chương trình ngoài trời thực hiện tại Lincoln Memorial. Nhưng mà sau đó thì ông Đỗ Hồng Anh, chủ tịch cộng đồng, có cho biết là có một số trở ngại, bởi vì đây là một khu vực hiện đang tân trang và các điều kiện không có thuận lợi để cho cảnh sát chấp thuận cho chúng ta tổ chức cuộc vận động này ở ngoài trời. Do đó cộng đồng đã đề nghị đưa địa điểm tổ chức về ở trung tâm cộng đồng James Lee thuộc thành phố Falls Church, Virginia. Và đó là nơi sẽ diễn ra chương trình bỏ phiếu cho tự do ngày 29 tháng 9 từ 4 giờ chiều ngày thứ Bảy 29 tháng 9 cho tới 6 hoặc 7 giờ chiều thứ Bảy. Thì chương trình sẽ bao gồm 3 phần chính. Thứ nhất là phần phát biểu của các vị ứng cử viên và các vị đại diện dân cử của Hoa Kỳ. Họ sẽ đến với chương trình này và họ sẽ nói không phải là vận động cho chính họ, mà là nói lên sự ủng hộ của họ đối với cuộc vận động bỏ phiếu cho tự do để sớm đẩy mạnh cao trào dân chủ, cao trào đấu tranh như cách mạng Hoa Lài, như mùa xuân Ả Rập về với những quốc gia đang dưới chế độ độc tài thống trị. Sau phần phát biểu của các vị ứng cử viên và đại diện dân cử Hoa Kỳ thì chúng ta có phần phát biểu của cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng sắc tộc bạn như chúng tôi đã thưa trước, tức là cộng đồng Tây Tạng, Trung Hoa, Lào, Miến Điện, vân vân. Và phần thứ ba sẽ là phần văn nghệ. Phần văn nghệ sẽ do phong trào Hưng Ca Việt Nam đảm trách, xen kẽ với các tiết mục văn nghệ, trình diễn những sắc thái văn hóa của các cộng đồng bạn. Và vì đây là một sinh hoạt vào cửa tự do, cho nên chúng tôi trân trọng kính mời và chúng tôi hy vọng sẽ đón nhận được sự đáp ứng nồng hậu của tất cả bà con đồng bào mọi giới cùng đến với chương trình để theo dõi chương trình bỏ phiếu cho tự do và nghe tận tai những lời tuyên bố ủng hộ cho cuộc vận động bỏ phiếu cho tự do, cuộc vận động vì tự do, dân chủ và nhân quyền trên đất nước Việt Nam của các vị đại diện dân cử Hoa Kỳ. Dạ. Thưa ông vừa mới nói đến là tiếp sau các cái cuộc cách mạng tại Trung Đông và trước những cái diễn biến có thể nói là chuyển biến rất là quan trọng tại Việt Nam, mà đặc biệt là cái cuộc bầu cử năm nay, người Việt chúng ta ở hải ngoại, ở Hoa Kỳ nói chung đặt cái tầm quan trọng hơn trong việc vận động cho bà con đi bầu, phải không ạ? Dạ thưa, đúng như vậy. Thật ra thì cử tri người Mỹ gốc Việt đã tham dự các cuộc bầu cử, các cuộc tổng tuyển cử ở Hoa Kỳ trong nhiều năm qua, kể từ khi cộng đồng của chúng ta định cư ở nước Mỹ. Nhưng mà càng về những năm sau này thì cái sự tham gia của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cái tập thể cử tri đó càng quan trọng hơn và càng tích cực hơn. Điều đó chúng tôi nghĩ rằng một chút nữa ông chủ tịch cộng đồng cũng như là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là đại diện tập hợp vì nền dân chủ sẽ trình bày rõ với quý đài. Và chúng tôi chỉ muốn thưa rằng đây là một dịp rất là quan trọng để những người Việt Nam ở Hoa Kỳ nói riêng, ở hải ngoại nói chung, vận dụng cái sức mạnh của lá phiếu của mình để từ đó nhận được sự ủng hộ của các vị đại diện dân cử ở trên đất nước Hoa Kỳ này cho
cuộc đấu tranh chung của tất cả chúng ta. Và đó là lý do mà chúng tôi đã đưa ra sáng kiến thực hiện chương trình bỏ phiếu cho tự do, Vote for Freedom. Đó là lý do mà chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức ở vùng Hoa Thịnh Đốn, và đó là lý do mà các cộng đồng ở những nơi khác cũng đang hưởng ứng chương trình này. Và trên tất cả những điều đó, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả quý bà con đồng hương để chương trình có thể thực hiện tốt đẹp và đạt được sự thành công mỹ mãn. Và tiếp lời ông Đào Trường Phúc, đại diện phong trào Hương Ca Việt Nam, là lời của ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Washington DC, Maryland và Virginia.